Cô chào các em. Các em học sinh thân mến, có thể nói chiến tranh tàn khốc và ác liệt, song chưa bao giờ có thể hủy diệt những giá trị nhân bản thực sự. Giữa sa mạc của sự chết chóc, mất mát, tan thương thì tình cảm gia đình, nền tảng văn hóa Việt, tựa hạt ngọc trong ngần cứ bất chấp sáng mãi. Khúc ca ấm áp về tình cha con sâu nặng, tha thiết đã vang lên trong truyện ngắn Chiếc Lược Ngà của nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Đó là một tiếng ngân sâu lắng, có sức lay động sâu xa trong lòng độc giả bao thế hệ. Trước hết, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về tác giả tác phẩm. Các em biết gì về nhà văn Nguyễn Quang Sáng? À, ông quê ở huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đó các em. Ông từng tham gia hoạt động cách mạng ở chiến trường Nam Bộ trong cả hai thời kỳ chống Pháp và chống Mỹ. Nguyễn Quang Sáng viết nhiều thể loại truyện ngắn, tiểu thuyết, kịch bản phim và cây đại thụ của văn học Nam Bộ, hầu như chỉ viết về cuộc sống và con người Nam Bộ trong hai cuộc chiến cũng như sau hòa bình. Chiếc Lược Ngà là một tác phẩm tiêu biểu đã tạo nên tên tuổi của nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Ngày 23 tháng 9 năm 1966, tại Tháp 10, Nguyễn Quang Sáng hoàn thành truyện ngắn Chiếc Lược Ngà trong thời gian vỏn vẹn nửa ngày. Trong bút ký nhà văn về làng, ông đã từng chia sẻ: "Cũng trong mùa nước này, tôi viết Chiếc Lược Ngà. Tôi viết trên xuồng. Đó là truyện ngắn đầu tiên tôi trình làng qua đài phát thanh tiếng nói Việt Nam trong buổi đọc truyện đêm khuya." Và đoạn trích mà hôm nay các em học có phương thức biểu đạt chính là tự sự. Văn học Việt Nam giai đoạn 1945-1975 gắn bó mật thiết với sự nghiệp cách mạng, vận mệnh dân tộc, đã sáng tạo nhiều hình tượng đẹp về con người Việt Nam trong chiến đấu, nhất là đời sống tình cảm. Các em hãy phân tích tình phụ tử thiêng liêng, xúc động của hai cha con ông Sáu bằng cách hoàn thiện các phiếu bài tập sau đây nhé. Chiến tranh không thể hủy diệt tình cảm cha con. Tình cảm của ông Sáu với con phần nào thể hiện trong chuyến về phép thăm nhà. Nỗi niềm nhớ con luôn trực trào trong tâm trí ông. Bởi vậy nên, trở về sau 8 năm xa cách, xuồng chưa cập bến, ông đã nhún nhảy, chạy đến gọi con. Hình ảnh vết thẹo dài trên má phải đỏ ửng lên dần dần là biểu hiện của sự xúc động tột độ. Nhưng phản ứng của bé Thu không như ông nghĩ. Cả bầu trời như sụp xuống trước mắt người cha. Ông đứng sững lại đó, nhìn theo con, hai tay buông xuống như bị gãy. Không nản lòng, trong 3 ngày ở nhà, ông Sáu dành hết tình cảm cho bé Thu. Ông ân cần nhẹ nhàng chăm sóc con. Trước sự bướng bỉnh của cô con gái, người cha ấy vẫn hết sức nhẫn nại với nỗi niềm khao khát mong được nghe một tiếng gọi ba của con gái. Và rồi khi tình cảm quá lớn lại gặp phải sự kiên quyết của bé Thu, khiến ông không giữ được bình tĩnh, đã vung tay đánh con và hét lớn rằng sao con gái lại quá cứng đầu. Ông đánh con vì tức giận, đau đớn và bất lực. Thời gian ông có thể ở bên con không còn nhiều, vậy mà con bé vẫn không chịu thừa nhận ông. Hành động đánh con của ông là một sự kìm nén của nỗi lòng mong mỏi quá lớn, nhưng cũng chính điều đó đã trở thành mối khổ tâm suốt những năm tháng sau này khi ông phải xa con. Và
vào thời khắc chia tay, ông Sáu cố nén lòng, kìm giữ cảm xúc của mình. Ông cũng muốn ôm con, hôn con, nhưng cũng lại sợ nó dậy lên, lại bỏ chạy. Chỉ cần nhìn thấy sự hiện diện của con thôi, ông cũng cảm thấy được an ủi phần nào. Và bao nhiêu tình yêu ông dồn cả vào ánh mắt nhìn con, đôi mắt trìu mến lẫn buồn sầu. Ánh mắt ấy vừa muốn bộc lộ hết tình yêu tha thiết với con, vừa thể hiện nỗi buồn của sự chia xa. Để rồi, tất cả như vỡ òa theo tiếng gọi ba bất ngờ của bé Thu. Ông Sáu không kìm được xúc động, một tay ôm con, một tay rút khăn lau nước mắt. Những dòng nước mắt tuôn trào từ trái tim yêu thương cháy bỏng của người cha. Ba về, ba mua cho con một cây lược nghe ba. Đó là mong ước đơn sơ của đứa con gái bé bỏng trong giây phút cha con từ biệt. Nhưng đối với người cha ấy, đó là mong ước đầu tiên và cũng là duy nhất, cho nên nó cứ thôi thúc trong lòng. Ông đã đặt vào đấy tất cả tình cha con của mình. Kiếm được ngà voi mà ông hứng hở như một đứa trẻ được quà vậy. Thế đấy, khi người ta hóa thành con trẻ, lại chính là lúc người ta đang hiện lên cái tư cách người cha cao quý của mình. Rồi anh ngồi cưa từng chiếc răng lược thận trọng tỉ mỉ như người thợ bạc. Ông gò lưng tẩn mẫn khắc từng nét yêu nhớ tặng Thu con của ba. Lòng yêu con đã biến người chiến sĩ thành một nghệ nhân. Nghệ nhân chỉ sáng tạo ra một tác phẩm duy nhất trong đời. Thế rồi, không kịp đưa cây lược ngà đến tận tay cho con, người cha ấy đã hy sinh. Không còn đủ sức trăn trối điều gì, tất cả tàn lực cuối cùng chỉ còn cho anh làm được một việc đưa tay vào túi, móc cái lược đưa cho người bạn chiến đấu thân thiết và nhìn bạn hồi lâu. Nhưng đó là điều trăn trối không lời, nó rõ ràng và thiêng liêng hơn cả một lời di chúc, bởi đó là sự ủy thác, là ước nguyện cuối cùng của người bạn thân, ước nguyện của tình phụ tử. Có thể nói, Nguyễn Quang Sáng đã thật tài tình khi xây dựng nhân vật ông Sáu. Toàn bộ câu chuyện về người chiến sĩ ấy đều gắn với sự bộc lộ tình yêu con, từ những hành động đến những chi tiết miêu tả ngoại hình, nội tâm. Vì thế mà trong tâm trí người đọc, hình ảnh ông Sáu hiện lên với tình yêu con thiết tha, sâu nặng. Bao cung bậc cảm xúc của ông được người đọc thấu cảm, sẻ chia. Hình tượng nhân vật bé Thu là nhân vật trung tâm, đã tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt cho câu chuyện. Sau 8 năm xa cách, bé Thu không nhận ra cha. Lúc mới gặp, nó ngơ ngác lạ lùng, càng hoảng sợ khi thấy vết sẹo dài trên má ông Sáu. Nó bỏ chạy. Suốt 3 ngày, nó không chịu gọi ông là cha, chỉ nói trỏng mà thôi. Nó còn hất tung cái trứng cá ông Sáu cho ra khỏi chén nữa. Bị đòn, nó bỏ sang nhà ngoại. Tất cả cũng bởi chỉ vết sẹo trên mặt ông Sáu, hậu quả của chiến tranh. Bé Thu là cô bé bướng bỉnh, song em thực sự là người có tình cảm, biết suy nghĩ. Trong buổi sáng chia tay, trước lúc ông Sáu lên đường, thái độ và hành động của Thu đột ngột thay đổi. Vẻ mặt nó sầm lại buồn rầu và đôi mắt. Nó nhìn ông Sáu với vẻ nghĩ ngợi sâu xa. Và lúc ông Sáu chào từ biệt, tình cha con như bỗng trỗi dậy trong người nó. Nó bỗng kêu thét lên gọi cha. Tiếng kêu của nó như tiếng xé,
xé sự im lặng và xé cả ruột gan mọi người. Nó vừa kêu vừa chạy xô tới, giang hai tay ôm lấy cổ ông Sáu. Nó hôn cả vết thẹo dài trên má của ông Sáu nữa. Và nó xin ba khi trở về mua cho nó một cây lược. Thì ra, trong đêm bỏ về nhà bà ngoại, Thu đã được ba giải thích về vết sẹo làm thay đổi khuôn mặt ba nó. Sự nghi ngờ được giải tỏa, Thu có một tâm trạng như là sự ân hận, hối tiếc. Vì thế, lúc chia tay, bao tình cảm dồn nén bấy lâu ở Thu đã bùng ra thật mạnh mẽ. Chứng kiến cảnh ngộ ấy của cha con ông Sáu, có người không cầm được nước mắt, còn người kể chuyện thì cảm thấy như có bàn tay ai đó nắm lấy trái tim mình. Qua những biểu hiện tâm lý và hành động của bé Thu, người đọc cảm nhận được tình cảm sâu sắc, mạnh mẽ và cũng thật dứt khoát, rạch ròi ở Thu. Qua đó, ta thấy Thu vẫn rất hồn nhiên, ngây thơ, và nhà văn Nguyễn Quang Sáng tỏ ra rất am hiểu tâm lý trẻ thơ. Ông yêu mến, trân trọng những tình cảm của các em, nhờ thế đã có những trang viết thật sinh động và cảm động. Không phải ngẫu nhiên mà nhà văn đặt tựa đề tác phẩm là Chiếc Lược Ngà. Hình ảnh chiếc lược ngà là biểu tượng cao nhất của tình cảm cha con giữa ông Sáu và bé Thu, một kỷ vật thiêng liêng, bất tử, đồng thời cũng gợi cho người đọc thấm thía những nỗi mất mát đau thương do chiến tranh gây ra. Các em hãy cùng nhau trao đổi, nhận xét những nét đặc sắc về nghệ thuật, nội dung của đoạn trích này nhé. Chiếc lược ngà được kể qua lời ông ba, người đồng chí cũng là người bạn đồng hành. Dòng văn bởi vậy mà khách quan và chân thành. Lối kể chuyện mộc mạc, giọng văn dung dị với nhiều phương ngữ đặc sệt cách nói của người dân Nam Bộ. Tình huống truyện bất ngờ, độc đáo, miêu tả tâm lý tính cách nhân vật tinh tế, nhất là nhân vật trẻ em. Chiếc lược ngà đã chạm đến cảm xúc của chúng ta, thực sự là một tác phẩm mang đến giá trị nhân văn cao cả. Trên cái nền bi kịch của chiến tranh, Nguyễn Quang Sáng ngân lên từng nốt thiêng liêng về tình phụ tử, chân thực, giản dị và cảm động. Để củng cố kiến thức, các em thực hiện một số câu hỏi nhỏ sau đây nhé. Để nắm được kiến thức cốt lõi về đoạn trích, các em nhớ đọc lại nội dung ghi nhớ nhé. Và để tiết học sau có thể học tốt hơn, các em nghiên cứu trước tác phẩm Đá Rổ Bông của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư nhé. Cô chân thành cảm ơn các em đã theo dõi bài học. Chúc các em thành công trong việc học tập của mình.